thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ trong nhà nghỉ rồi tự thương. Thông tin mới vụ chồng sát hại vợ rồi làm điều dại dột ở Hải Dương. Người mẹ bật khóc trước thông tin hoán xét xử vụ bảo mẫu vô ý làm tử vong cho bé ở Hà Nội. Kinh hoàng xe tải đấu đầu, dùng hai bánh sau gây tai nạn liên hoàn. Hoa hậu Thùy Tiên dành tặng 4 khu vui chơi cho các bệnh viện Tây Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng chỉ cần một trong đôi bên biết kiểm soát ngôn từ, biết tiết chế cảm xúc hoặc nhường nhịn thì sẽ không dẫn tới mức cự cãi, xô sát và thậm chí là tương tàn. Mới đây nhất ở Bắc Giang, vừa xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ trong nhà nghỉ rồi tự thương khiến người dân khu vực này không khỏi bàng hoàng xót xa vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, tại nhà nghỉ TT ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện vụ án mạng nghiêm trọng, nghi chồng ra tay sát hại vợ rồi tự chấm dứt cuộc sống. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Nhân chứng vụ việc anh Nguyễn Nam C cho biết, thời điểm trên tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh, không lâu sau thì xảy ra vụ án mạng. Tôi cùng mọi người đưa hai vợ chồng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người vợ đã tử vong còn chồng qua cơn nguy kịch. Ông Đào Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồi Ngô xác nhận vụ việc trên và cho biết, người chồng sinh năm 1994, còn vợ sinh năm 2000, cùng ngụ ở xã Cương Sơn, huyện Lục Nam. Họ có với nhau một người con. Theo thông tin ban đầu, lý do là mâu thuẫn gia đình, người vợ đi làm công ty nhưng chồng không muốn cho làm. Theo ông Hải, trước khi đến nhà nghỉ, người chồng có mang theo hung khí, sau khi sát hại vợ người chồng dùng chính hung khí đó quyên sinh nhưng bất thành ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân xã cương sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang cho biết hai vợ chồng trẻ trong vụ việc là người dân địa phương mới cưới nhau được một thời gian theo ông sơn trước đó gia đình này không có điều tiếng gì ông sơn nói tôi nghĩ là do bột phát nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy vị lãnh đạo xã cương sơn cho biết hiện tại gia đình đang lo hậu sự cho người vợ không chỉ trong mối quan hệ vợ chồng mà cứ bất kể mối quan hệ nào trong cuộc sống đều có thể xuất hiện mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lời qua tiếng lại thế nhưng nếu thay vì xử sự, sự đúng mực nhường nhịn và thông cảm cho nhau thì chắc hẳn sẽ không để lại sự việc đáng tiếc quay trở lại với vụ việc trên liệu nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ án là gì người chồng sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất Tương tự như sự việc trên, những ngày gần đây, người dân Hải Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc chồng sát hại vợ rồi quyên sinh. Vụ việc xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ sau khi nghe thấy tiếng động trên tầng 2, ông bố ngất lịm khi phát hiện con gái nằm gục trên sàn nhà với nhiều vết thương, còn con rể cầm kéo làm điều dại dột. Ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Linh tiếp nhận tin báo một vụ việc có dấu hiệu về hành vi sát hại người. Tại hiện trường phát hiện một người phụ nữ và một người đàn ông đã tử vong. Danh tính được xác định là chị PTTL sinh năm 1997 và anh BHT sinh năm 1997. Hai người là vợ chồng, kết hôn vào năm 2022 và đang sinh sống ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Chị L và anh T mới có một con gái sinh năm 2023. Điều tra ban đầu, ngày 28, 29 tháng 10 năm 2023, chị L về ở nhà bố đẻ là ông PMC trú tại phố Bà Triệu, phường Sao Đỏ. Sáng ngày 2 tháng 11, anh T đi một mình đến nhà ông C. Sau đó đến khoảng 11 giờ trưa, ông C đang ngồi bán nước trước cửa nhà, bỗng nghe thấy tiếng động trên tầng 2 của gia đình. Ông C nghe sau đó chạy lên xem và phát hiện, tại phòng ngủ tầng 2 của gia đình, chị L đang nằm bất động dưới nền nhà. Khu vực mặt, cổ, vai có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, còn anh T đang cầm kéo làm điều dại dột. Ông C đã hô hoán và cùng người dân xung quanh đưa chị L và anh T đi cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an thành phố Chí Linh điều tra làm rõ nguyên nhân. Liên quan đến vụ án bảo mẫu Chu Yển Vân vô ý làm tử vong cháu bé ở Hà Nội gây bức xúc trong dư luận đầu năm 2023. Theo dự kiến, sáng ngày 3 tháng 11 sẽ diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bảo mẫu này. Tuy nhiên do vắng mặt hai nhân chứng quan trọng nên phiên tòa buộc phải hoãn lại. Sáng ngày 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Uyển Vân, 27 tuổi, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean awesome Park, xã Đa Tốn, về tội vô ý lấy mạng người. Tuy nhiên, khi làm thủ tục khai mạc, thư ký thông báo vắng mặt hai người làm chứng quan trọng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm hoán sẽ tái mở lại vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Có mặt tại tòa, chị Nguyễn Bích Hằng, mẹ của bé NBK, là nạn nhân chia sẻ. Sau gần một năm mất con, cả gia đình đau xót chỉ mong tòa sớm đưa ra phán quyết để người có tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chị Hằng giọng buồn rầu nói, xen lẫn hụt hẫng, khi phiên xử không diễn ra theo kế hoạch, tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ sự thương lượng hay thỏa hiệp nào. Theo chị Hằng, từ khi sự việc xảy ra đến nay, gia đình chị không nhận được lời xin lỗi hay hỏi thăm nào từ phía gia đình bị cáo Chu Uyển Vân. Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Chu Uyển Vân không được đào tạo về trung trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, bị can tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê. Cáo buộc cho rằng từ tháng 1 năm 2023, tại căn hộ Vinhome Ocean awesome Park, Đa Tốn, Gia Lâm, bị can Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé NBK, sinh ngày 1 tháng 6 năm 2022 là con của chị NBH, với giá 250.000 đồng một đêm. Trong quá trình trông giữ cháu ca, bị can Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi, dẫn đến cháu ca bị sặc sữa sau khi ăn. Sau khi phát hiện, Vân tự sơ cứu cho cháu, nhưng bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng. Thấy tình thế phức tạp hơn, Vân gọi báo cho gia đình cháu bé, đồng thời tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115. Một một Xong khi đưa đến bệnh viện thì cháu bé đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác định cháu ca tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn định hướng đến ngạt do bị tắc đường hô hấp gây nên không phát hiện bệnh lý bất thường. Ngày 4 tháng 7, Chu Uyển Vân bị công an huyện Gia Lâm khởi tố điều tra. Dẫu sự việc đã qua được gần một năm, nhưng nỗi đau mất con với người mẹ ấy thì có lẽ sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được. Chỉ vì sự tắc trách, lơ là và sự tùy tiện của đối tượng tự xưng là bảo mẫu trên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, khiến những bậc làm cha làm mẹ thêm phần bức xúc. Qua đây một lần nữa là bài học cảnh báo về những cơ sở giáo dục hoạt động chui, thiếu chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và sự an toàn của trẻ. Nối tiếp chương trình sẽ là thông tin liên quan đến tình hình giao thông mới nhất. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên hoàn để lại hậu quả nghiêm trọng, nặng nề về cả người và tài sản, khiến dư luận không khỏi bất an lo lắng. Mới đây nhất, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Được biết, sau khi bị tông trúng, chiếc xe tải đã mất kiểm soát, lao sang làn đường đối diện và tông vào một ô tô tải khác đang chạy ngược chiều. Vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 11, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, ô tô tải mang biển kiểm soát 50H07707 do Phạm CC chú tại tỉnh Thái Nguyên điều khiển đã tông vào xe tải 75C09753 do tài xế Phạm XM chú tại tỉnh Quảng Trị cầm lái, chạy cùng chiều đang chuyển hướng rẽ trái. Sau khi va chạm, xe tải 75C 09753 bị đẩy sang phần đường ngược lại, tiếp tục va chạm với xe tải 75C 09648 do tài xế Phan CH trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển. Tại hiện trường, ô tô tải 50H07707 nằm chắn ngang quốc lộ, hai bánh trước văng khỏi xe, phần đầu xe bị biến dạng, hai chiếc xe còn lại cũng bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân vụ việc tuy không để lại hậu quả về người nhưng cả ba chiếc xe đều bị hư hỏng nặng nề thông qua vụ việc lần này sẽ như hồi chuông cảnh báo đến tất cả những tài xế hàng ngày tham gia giao thông cần hết sức chú ý an toàn luôn tỉnh táo và tập trung đặc biệt kiểm soát tốc độ để không xảy ra những va chạm đáng tiếc hy vọng lực lượng chức năng sẽ tổ chức lập chốt chặn ở các tuyến đường giao thông phức tạp nhằm điều tiết phân luồng cũng như nhanh chóng xử phạt các trường hợp vi phạm. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, dự án Vui Lên Nha của Hoa hậu Thùy Tiên đã đến được 7 bệnh viện. Đây là dự án xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em tại các cơ sở bệnh viện trên cả nước, mong muốn giúp các trẻ đang điều trị có tinh thần thoải mái và nhanh chóng khỏi bệnh. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chuyến công tác tại Tây Nguyên. Tại đây, nàng hậu đã thực hiện dự án thiện nguyện của mình mang tên Vui Lên Nha theo đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 đã đến và nghiệm thu 4 sân chơi tại khu vực Tây Nguyên gồm Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắc, Bệnh viện Nhi Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum. Trong khi đó, một sân chơi tại tỉnh Đắk Nông đang trong quá trình triển khai và được dự kiến sớm hoàn thành tổng cộng 5 dự án vui lên nhà tại khu vực Tây Nguyên. Tại các cơ sở bệnh viện, nàng hậu được các y bác sĩ gửi lời cảm ơn và tri ân vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đại diện từ các bệnh viện chia sẻ, Sân chơi vui lên nha mang ý nghĩa vô cùng to lớn với họ, đặc biệt là với các bệnh nhi. Kể từ ngày sân chơi được xây dựng lên, các em nhỏ điều trị tại bệnh viện có niềm vui mới. Với những điều giản dị này, Thủy Tiên mong muốn mang đến niềm vui to lớn cho các bệnh nhi trong thời gian điều trị tại bệnh viện, giúp các em nhỏ hoàn thành sớm việc chữa trị để trở về với gia đình trường lớp. Vui lên nha là dự án thiện nguyện của Hoa hậu Thủy Tiên. Nàng hậu mong muốn mang sân chơi này đi khắp các bệnh viện trên các tỉnh thành trên toàn quốc. Cô cho biết, dự án sẽ tới với các bệnh viện trên khắp cả nước. Thủy Tiên chia sẻ, xuất phát từ hoàn cảnh của chính mình, tiên hiểu trẻ em muốn nhanh chóng phục hồi khỏe mạnh thì không chỉ cần bồi đắp thể chất mà còn cần những giá trị tinh thần. Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp các em vui khỏe và dự án Vui lên nha xuất phát từ đó. Hiện tại dự án Vui lên nha của nàng hậu sinh năm 1998 đã hoàn thành tại 7 bệnh viện. Trước đó, sân chơi này đã được hoàn tất và nghiệm thu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau và bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng. Việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế từ lâu đã trở thành phương thức quen thuộc với hầu hết tất cả người dân bởi những hữu hiệu, hiệu mà thẻ bảo hiểm y tế mang lại. Mới đây, tại quy định mới về thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế có một vài điều thay đổi mà quý vị cần biết. Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất năm 2023 được quy định tại điều 15, nghị định 146 Năm 2018 được sửa đổi bởi khoản 6, điều 1, nghị định 75 năm 2023 của chính phủ. Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh sinh viên. Các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59 năm 2022. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tài khoản 1, điều 27, nghị định 146 năm 2018 của chính phủ và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ đổi thẻ cấp theo mẫu số 4, phụ lục ban hành kèm theo nghị định 146 năm 2018 của chính phủ và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều 15 nghị định 146 năm 2018 của chính phủ. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 2, điều 27, nghị định 146 năm 2018 của chính phủ và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo mẫu số 6, phụ lục ban hành kèm theo nghị định 146 năm 2018 của chính phủ. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 5 phụ lục ban hành kèm theo nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 điều 15 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 28, 29 và 30. Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3, Điều 15, Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ và một trong các giấy tờ sau đây: bản chính hoặc bản chụp, giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường, cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội, không được quy định thêm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục theo quy định tại điều 15, nghị định 146 năm 2018 của chính phủ. Trường hợp cơ sở khám bệnh chữa bệnh Cơ quan bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này. Cuối chương trình hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện về mảnh đời bất hạnh của ba đứa trẻ ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bố bị tai nạn giao thông dẫn đến di chứng bại não, phải sống thực vật, mẹ lại qua đời sau đó không lâu, khiến cho các em phải sống cùng ông bà nội cánh cửa học tập của chúng cũng đang dần khép lại khi mà miếng cơm manh áo hàng ngày quá xa xỉ. Mẹ qua đời, bố sống thực vật vì tai nạn giao thông. Là con gái lớn nhất trong gia đình có ba chị em, Gia Linh năm nay mới lên lớp 7. Cô bé học lớp 7A4, trường trung học cơ sở Phùng Xá, huyện Thành Thất, Hà Nội. Chúng tôi cứ ấn tượng mãi về một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhợt nhạt, phải chăm sóc bố sau những giờ học. Lẽ ra Linh cũng có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy bố mẹ, thế nhưng bất hạnh lại ập xuống với chị em Linh. Đầu năm 2023, bố Linh bị tai nạn giao thông, may mắn giữ được tính mạng nhưng phải sống thực vật. Hiện nay anh đang điều trị theo đơn thuốc của Bệnh viện Bạch Mai, chi phí điều trị mỗi tháng khoảng 4-5 triệu đồng. Khi bố nằm một chỗ, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ của Linh. Những tưởng có mẹ gánh vác lo toan dùm, nhưng không ngờ sau một thời gian ngắn khi bố bị tai nạn, mẹ của Linh lại lâm bệnh nặng. Sau tháng chạy chữa, mặc dù được ông bà nội chăm sóc tận tình, nhưng chị đã qua đời để lại ba đứa con nhỏ cùng người chồng bệnh tật. Từ đây, mọi gánh nặng lại đổ dồn lên vai ông bà nội của lũ trẻ đã ngoài 60. Ông bà của Linh không có đồng lương nào, là nông dân thuần túy. Vậy nhưng ruộng không còn nhiều, ông bà không có nghề phụ và phải chăm sóc cho bố Linh, đưa các cháu đi học nên cuộc sống càng khó khăn. Bữa đói, bữa no, họ dìu dắt nhau qua những ngày khốn khó chị em linh nhiều khi không có người chờ đi học lại phải tự đạp xe qua đường lớn hoặc nhờ được ai đưa đón giúp thì nhờ theo chia sẻ của ông bà linh nỗi ám ảnh mất mẹ bố nằm liệt một chỗ đến giờ vẫn đi vào giấc mơ của những đứa trẻ mỗi đêm lúc đầu những đứa trẻ vẫn kêu khóc đòi mẹ thời gian trôi đi các em đã quen dần với cảnh không còn mẹ ở bên và hình ảnh người cha nằm một chỗ với gương mặt vô thức mong có tiền chạy chữa cho bố ba chị em linh từ ngày bố nằm một chỗ mẹ qua đời dù có sự chăm chút của ông bà nội vẫn thiếu thốn đủ bề nhận thức được hoàn cảnh của gia đình gia linh cùng với các em luôn nỗ lực chăm ngoan cùng nhau bảo ban học tập thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ bố sống thực vật nằm một chỗ nên việc học của ba chị em linh cũng gặp nhiều khó khăn ở độ tuổi như linh nhiều đứa trẻ khác còn khó khăn khi tự chăm sóc bản thân nhưng gia linh càng ý thức hơn phải cố gắng nhiều hàng ngày ngoài thời gian học ở trên lớp linh thường hỗ trợ ông bà nấu cơm làm việc nhà chăm sóc bố Cô là chị cả trong gia đình, cũng giúp ông bà đôn đốc các em đi học đúng giờ, tắm giặt, dạy em học tập. Cô bé tâm sự, gia đình khó khăn mà em còn nhỏ, không biết làm gì ra tiền để phụ ông bà, chăm bố và các em. Em mong bố có tiền để mau chữa khỏi bệnh. Em cùng với hai em được học tập đầy đủ. Ngước lên nhìn di ảnh người mẹ vừa qua đời, nước mắt giàn rụa. Linh chỉ biết lầm bầm cầu mẹ phù hộ cho bố mau bình phục để ông bà đỡ vất vả. Người mẹ yêu của con, ở thế giới bên kia, Mẹ có bất ngờ khi nhận lá thư được tạo nên từ những tiếng nấc của con, là con Gia Linh đây, con gái 12 tuổi bé bỏng của mẹ. Những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé khiến người đối diện xót xa. Ông bà Linh tuổi cao sức khỏe yếu, không biết rồi đây sẽ tiếp tục cưu mang các cháu ra sao. Ở địa phương khi biết hoàn cảnh của các chị em Linh, chính quyền và các đoàn thể cũng đã luôn quan tâm để con đường đến trường của các em không phải khép lại. Đồng thời, bố của Linh cũng có điều kiện điều trị để sớm khỏe lại những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại